Vậy hả? Chắc nó bị chậm hả? Ok. Rồi vậy thì khúc này có cần cô nói lại không? À, nếu mà để dài các bạn vẫn nhìn thấy đúng không các bạn? Tại vì lúc nãy thì cô bật nó to ra tràn cái màn hình luôn á. Ok, vậy nha. Ok. Rồi, như vậy thì các bạn thấy là cái kỹ năng mà giám khảo muốn các bạn thể hiện được trong cái phần này đó là cái kỹ năng các bạn có khả năng tương tác với lại là cái partner nói chung với mình ha. Tức là các bạn có khả năng đưa ra và trả lời những cái suggestion nè. Rồi các bạn có khả năng thảo luận về những cái sự lựa chọn khác nhau ha. Và đưa ra những cái recommendation, tức là đưa ra những cái khuyến nghị đó. Và sau đó các bạn thảo luận với nhau để mình đi đến được cái quyết định cuối cùng nha các bạn nha. Đó, đó là những cái kỹ năng mà giám khảo yêu cầu. Như vậy thì nó sẽ tương ứng với lại là những cái useful language nhất định đó các bạn. Rồi, cô sẽ mở cho các bạn xem thử một cái bài mẫu ở phần số 3 nó như thế nào ha. Đây, đợi cô chút. À đây, ok. Rồi, trên trang của các bạn nó chạy chưa? Rồi. Đây ha, ví dụ cái phần số 3 như thế này. Cô ví dụ lúc vào thi ha, thì cô sẽ nói các bạn là oh, in this part, I would like you to discuss this situation in about 3 minutes. Right? So a young man want to do more exercise, but he doesn't have a lot of money. He want to find a sport that he can do to get fit. He has some sport that he could take up. Let's talk together about different sport and say which could be the cheapest to do and the best for keeping fit. Right? Nhưng mà các bạn thấy là cô chỉ đọc tới đây thôi nha. Bình thường là cái đề bài của các bạn nó có tới đây thôi. Đó. Rồi như vậy thì sau khi mà cô đọc xong thì cô sẽ đưa cho các bạn xem cái bức tranh ở bên cạnh này đúng không? Và nhiệm vụ của các bạn đó là các bạn phải thảo luận về những cái môn thể thao nào nào, những cái sport mà anh này anh có thể take up, có thể tham gia vào ha các bạn ha. Và sau khi các bạn thảo luận môn, ví dụ môn karate hoặc là martial art hay là swimming hoặc là volleyball hoặc là gì đó, tức là các bạn phải thảo luận hết tất cả những cái alternatives ở xung quanh nha. Đó. Và sau đó thì các bạn phải đưa ra được cái quyết định cuối cùng xem là cái môn nào là môn thể thao nào mà nó cheapest, nó rẻ nhất đúng không, và nó tốt nhất cho việc gì các bạn, à tốt nhất trong cái việc là giữ gìn sức khỏe của các bạn đúng không? Đó thì cái tình huống cái sample task nó sẽ như thế này nha. Đó, để các bạn hình dung được là mình sẽ làm cái gì trong phần số 3. Ok, so let's get back to the strategies. Rồi như vậy thì mình sẽ quay lại cái hình thức là như vậy, rồi bây giờ mình sẽ quay lại cái cách mà mình làm bài như thế nào. Các bạn cần phải trải qua những cái bước như thế nào để mình có thể đưa ra một cái câu trả lời mà nó được well organized hoặc là coherent nha các bạn. Ok. Now, here are some steps to have a good answers. Let's think about how you should approach this exercise and then put the step from A to F in the order from 1 to 6, right? Ở đây thì các bạn sẽ sắp xếp lại cho cô những cái step ở đây ha, theo cái thứ tự từ 1 đến 6 nha các bạn nha. Thứ tự từ 1 đến 6 coi như là với cái bài đó thì mình sẽ làm theo những cái bước nào. Ok, ở đây cô có một cái gợi ý cho các bạn đúng không? First talk about different idea, five or six pictures around the central image and after that decide which idea is the best. Đó. Đây là một cái gợi ý thì các bạn có thể theo như là cái general instruction này để các bạn đưa ra những cái bước chi tiết ha. Ok. Rồi, cô sẽ để cho các bạn 3 phút để các bạn sắp xếp nha. Now, please take your time. Comment cái câu trả lời của mình vào cái chatbot bên cạnh giùm cô ha.
Let comment some of your answers here. Hết giờ rồi, hết giờ làm bài rồi. Comment cái câu trả lời của các bạn vào cho cô xem nào. Rồi, bước đầu tiên làm gì đây? D, look at the picture, and then A, make suggestion, F, begin the discussion, or listen to the interlocutors. Okay, so I can see a lot of your answers here, but it seemed to me that you made the wrong orders for the first one. Okay, so here are the answers. Rồi, cái bước đầu tiên các bạn hơi bị nhầm một chút xíu ha. Đầu tiên các bạn chọn là look at the pictures, nhưng mà chưa, đầu tiên thì các bạn nhớ hồi nãy không, cô sẽ đọc cái tình huống cho các bạn trước nha, xong rồi cô mới đưa tranh cho các bạn xem, xong rồi cô lại đọc lại cái tình huống một lần nữa, xong rồi là các bạn mới làm gì à, sau đó thì các bạn mới bắt đầu nói đó. Thì ở đây cái bước đầu tiên sẽ là B nha các bạn. Mình sẽ làm gì? Listen to the interlocutor. Các bạn phải nghe xem giám khảo của mình đọc cái tình huống như thế nào đã ha, để mình hiểu được cái tình huống đó. Rồi, nói các bạn nói về cái gì, đúng không? Đó. Bước đầu tiên là như vậy. Và sau khi mà giám khảo nói xong thì giám khảo sẽ đưa cho các bạn cái bức tranh. Như vậy thì cái bước thứ hai các bạn cần phải làm đó là các bạn look at the picture. Các bạn phải nhìn vào trên là trong cái tranh đó nó sẽ có những cái items nào ở trong ha. Rồi, sau khi mà các bạn nhìn kỹ cái tranh rồi thì giám khảo sẽ cho các bạn thời gian là 3 phút để nói ha các bạn ha. Bình thường trong những cái kỳ thi chính thức thì hầu như các bạn không có thời gian chuẩn bị. Đó là sau khi mà giám khảo đưa tranh rồi, giám khảo đọc lại cái tình huống là các bạn bắt đầu nói luôn. Nhưng mà thỉnh thoảng thi khi mà thi ở trung tâm thì các thầy cô cũng tạo điều kiện, tức là các bạn sẽ có tầm khoảng 2 đến 3 phút để chuẩn bị cho cái đoạn hội thoại của mình nha. Và partner thì các bạn có thể tự chọn, đúng không? Đó, cho nên là nó sẽ dễ hơn một chút xíu so với những cái kỳ thi khác nha các bạn ha. Đó. Rồi, và sau khi các bạn nhìn vào tranh thì cái bước tiếp theo đó là các bạn phải bắt đầu cái discussion của mình. Thì bắt đầu như thế nào thì chút hồi cô sẽ chỉ cho các bạn một số những cái cách mà các bạn có thể sử dụng để bắt đầu cái discussion ha. Rồi, sau khi mà các bạn mở đầu được cái đoạn hội thoại của mình rồi thì các bạn sẽ làm gì? Make suggestion, tức là các bạn đưa ra cái những cái câu ví dụ như là why don't we choose cái môn này môn kia chẳng hạn, hoặc là I think he should take up swimming hoặc là take up karate gì đó ha, thì đó sẽ là dạng suggestion. Rồi sau khi bạn A đã đưa ra suggestion chẳng hạn thì bạn B cái bước tiếp theo mà cần phải làm đó là gì các bạn? Respond to ideas. Như vậy thì bạn A hỏi là tôi nghĩ là bạn này nên tham gia vào môn này môn kia kìa. Như vậy thì bạn B trả lời thì bạn B nói sao? Đó có thể là một cái good idea hoặc là I don't think so, tôi không nghĩ như vậy đâu chẳng hạn. Đó thì đó là những cái cách khác nhau để các bạn respond to ideas. Đấy. Và bước cuối cùng đó là sau khi các bạn đã thảo luận hết tất cả những cái alternative đó rồi, ví dụ như là có 6 cái hình đúng không, thì các bạn phải thảo luận hết 6 cái hình nha. Và sau đó các bạn đi đến cái final decision, cái quyết định cuối cùng xem các bạn chọn ra xem là cái môn thể thao nào rẻ nhất và tốt nhất để giữ gìn sức khỏe chẳng hạn. Đó, đó là cái những cái bước để các bạn làm bài. Cô nhắc lại nha, đầu tiên là phải lắng nghe xem là giám khảo đọc cái tình huống như thế nào, sau đó các bạn nhìn vào tranh và xác định, tức là các bạn sẽ gọi tên những cái items có ở trong tranh nha, lúc đó gọi tên là cái quá trình đó nó diễn ra ở trong mind, trong đầu của mình thôi ha. Rồi bước thứ ba đó là cái bước mà các bạn phải thật sự nói nè, đó là các bạn begin the discussion nè, sau đó mình make suggestion ha, và sau đó thì để cho cái cuộc hội thoại nó được tiếp diễn thì mình phải respond to ideas, tức là mình phải thể hiện cái quan điểm của mình so với cái ý kiến của bạn mình ha, tức là các bạn đồng ý hay không đồng ý gì đó. Và bước cuối cùng đó là sau khi các bạn đã thảo luận hết tất cả những cái phương án thì các bạn sẽ đi đến cái quyết định cuối cùng, được không? Đó là cái cách làm nha. Rồi
Như vậy thì ở đây có một cái câu nói chung là các bạn first talk about different idea, the five or six picture around the central image and after that decide what idea is the best. Các bạn để ý cho cô á, lúc nào ở giữa trong cái tranh này nè các bạn thì nó cũng sẽ có một cái tranh ở trung tâm đúng không, và 5 đến 6 cái sự lựa chọn ở xung quanh. Như vậy thì các bạn chỉ đoán, chỉ nói về gì thôi các bạn, 5 hoặc là 6 cái bức tranh ở xung quanh thôi nha. Còn cái tranh nào mà ở giữa thì mình không có nói, tại vì cái đó là cái chủ thể của cái tình huống như các bạn nha, thì mình sẽ không discuss về cái tranh đó ha. Rồi. Bây giờ thì như các bạn biết thì mình có 6 cái bước như vậy, và tương 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 đương với những cái bước thì mình sẽ phải sử dụng những cái cấu trúc nhất định ha. Ví dụ các bạn muốn begin the discussion thì các bạn phải bắt đầu như thế nào? Rồi sau đó các bạn đưa ra những cái suggestion thì sẽ có những cái cấu trúc nào? Thì như vậy thì mình sẽ có những cái useful language ở trong cái slide tiếp theo nhé. Đây. See. Rồi ở đây các bạn để ý giùm cô, tức là cô đang thể hiện những cái bước này theo cái trình tự mà hồi nãy mà mình nói đó các bạn nè. Đó. Rồi mình bắt đầu như thế nào thì ở đây ví dụ như là bạn A muốn bắt đầu cái conversation của mình trước thì mình sẽ không nói là oh hello, how are you hoặc là I'm fine, thank you and you gì hết là các bạn ha, thì mình sẽ không có bắt đầu như vậy nha. Mà có thể các bạn sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn, các bạn nói là oh let's start with this one, shall we? Ok, let's start with this one, shall we? Có nghĩa là gì các bạn? Ok, hay mình hãy bắt đầu với cái tranh này trước đi ha. Rồi. Shall I go first? I think tôi nói trước được không? Tôi cho rằng thế này thế kia. Đó, đó là câu cuối ha. Còn cái câu này, shall we talk about this picture first? Có thể chúng ta nên nói về cái bức tranh này trước chẳng hạn, thì các bạn đưa ra cái sự lựa chọn nào trước thì các bạn có thể chỉ vào tranh và các bạn nói ha. Đó. Đó, để ý giùm cô ha. Rồi ngoài ra còn có một cái cách rất là phổ biến nữa mà các bạn có thể sử dụng để mình bắt đầu, đó là các bạn sử dụng lại cái gì các bạn, chính cái tình huống của các bạn luôn ha. Tức là ví dụ như là cô bật lại cái tình huống hồi nãy ha. À, cái tình huống hồi nãy các bạn, a young man want to do more exercise gì đó. He doesn't have a lot of money. He want to find a sport that he can do to get fit. Here are some sport that he can take up. Thì các bạn có thể mở đầu bằng gì các bạn? Well, a young man want to do more exercise, but he doesn't have a lot of money. He want to find a sport that he can do to get fit. So, what sport do you think he could take up? À, như vậy thì theo bạn nghĩ là cái môn thể thao nào mà anh ta có thể tham gia vào đúng không các bạn? Đó là mình sử dụng luôn một cái cụm từ a young man cho đến gì, can do to get fit đúng không, và sau đó mình đưa ra một cái câu hỏi, so what do you think about the sport that he could take up, hoặc là what sport do you think he could take up đều được ha. Đó. Đó là một cái cách nữa để các bạn có thể mở đầu cái discussion của mình nha các bạn nha. Rồi tiếp theo, sau khi mà các bạn đưa ra cái mở đầu này đúng không, thì các bạn tốt nhất là các bạn nên thể hiện cái sự chủ động của mình bằng cách là các bạn sẽ đưa ra cái opinions của các bạn, cái ý kiến của mình. Thì trước khi mà các bạn nói là tôi nghĩ rằng, tôi cho rằng gì đó, thì đó là những cái cụm từ mình dùng để đưa ra cái ý kiến của mình ha, thì nó nằm ở đây. Ví dụ các bạn nói là oh in my opinions, theo ý của tôi thì ha, I'm sure that, tôi chắc chắn rằng ha. It seems to me that dường như đối với tôi là như thế nào đó, thì nó thể hiện cái mức độ ít chắc chắn hơn thôi các bạn ha. I think, tôi nghĩ rằng hoặc là tôi cho rằng đó, thì tùy theo cái mức độ chắc chắn của mình mà các bạn có thể sử dụng những cái cụm từ cho nó phù hợp. Có ví dụ nếu mà mình rất là chắc chắn, mình nói là oh I am sure that, I'm sure that đúng không? Tôi chắc rằng. Nếu mà không chắc lắm thì là it seems to me that, dường như với tôi thì nó như thế nào đó. Còn hai cái cụm mà in my opinions hoặc là I think thì nó kiểu trung lập thôi các bạn ha. Nó chỉ là đơn giản là đưa ra ý kiến thôi. Ok. Rồi, và
sau khi mà các bạn đưa ra cái ý kiến của mình ha, đó mình nói cái nói là tôi nghĩ rằng cái bạn đó nên take up vào môn swimming, hoặc là bạn đó nên take up vào môn basketball chẳng hạn. Và sau khi mình đưa ra cái idea của mình rồi thì các bạn sẽ phải làm gì? À, tương tác với lại partner của mình bằng cách nào? Bằng cách là mình hỏi ý của partner của mình, xem là partner của mình nghĩ như thế nào về cái idea của mình hả các bạn ha. Thì mình có thể đặt những cái câu hỏi: What do you think? Bạn nghĩ như thế nào ha? Do you agree with me? Bạn có đồng ý với tôi không? Chẳng hạn, What's your opinions? Ý của bạn thì sao? How about you? Bạn nghĩ như thế nào ha? That's a good idea, isn't it? That's a good idea, isn't it? Nhớ cách đọc ha. Đó là một ý hay phải không? Đúng không? À, thì nhớ là có cái khả năng của tương tác của các bạn nó được thể hiện qua những cái cấu trúc mà hỏi về cái partner's idea như thế này nha các bạn nha. Đó. Như vậy thì sau khi mà các bạn sử dụng cái cấu trúc để hỏi về partner's idea, bạn nghĩ sao, bạn nghĩ như thế nào, bạn có đồng ý với mình không chẳng hạn, thì sau đó partner của các bạn sẽ phải làm gì các bạn? À, partner của các bạn sẽ phải trả lời đúng không? Và trả lời như thế nào thì các bạn có thể xem ở trong cái slide này. Tức là có thể là mình respond to idea bằng cách là mình agree hoặc là mình disagree với lại là một cái ý kiến của bạn đúng không? Đó. Thì ví dụ như là các bạn agree với partner của mình ha, đây là agree trong cái cuộc đầu tiên. Ví dụ các bạn agree thì các bạn nói là I think you're definitely right. I think you're definitely right. Các bạn có thể sử dụng cái từ definitely cũng được, còn không thì cũng không sao ha. I think you're right. Nhưng mà nếu mà mình có khả năng sử dụng thêm cái từ definitely ở đó nữa thì cái khả năng sử dụng tiếng Anh của các bạn nó sẽ được giám khảo đánh giá cao hơn ha. Rồi, hoặc là thay vì các bạn nói là I think the same you, lúc nào cô đi coi thi cô cũng nghe các bạn nói vậy hết á, ở ngoài cuộc I think the same you. À, mình cũng nghĩ giống bạn thì mình không nói như vậy ha, mà cái cụm từ chính xác các bạn sẽ sử dụng là that's exactly what I think, that's exactly what I think, ok, hoặc là tôi hoàn toàn đồng ý với bạn luôn thì sẽ là gì? I couldn't agree more, I couldn't agree more. Rồi ngoài ra thì các bạn cũng có thể nói là it's a good idea, ý của bạn hay quá ha, absolutely. Tất nhiên rồi, các bạn nhớ cái từ này thì mình cứ chia, mặc dù mình thấy nó hơi dài một xíu ha, nhưng mà các bạn cứ chia nó ra để mình đọc bình thường thành bốn âm nha. Chữ A với chữ B đầu tiên đọc là F đúng không? F. Rồi chữ S với chữ O thì sir, absolutely, absolutely. Chữ L, chữ O, T, E thì các bạn đọc thành một âm loot, loot đúng không? Absolutely. Rồi. Và cuối cùng I go along with that có nghĩa là I agree with you các bạn ha, tôi đồng ý với bạn ha. I go along with that đúng không? Đây. Đó là cái cách những cái câu mà các bạn có thể sử dụng khi mà các bạn share cùng một cái idea hoặc là một cái opinion với partner của mình ha. Rồi, cũng có tình huống là các bạn không có chia sẻ cùng một cái ý kiến với bạn mình, như vậy thì các bạn sẽ sử dụng những cái cấu trúc để các bạn disagree, là không đồng ý với một ý kiến nào đó. Và các bạn lưu ý cho cô, tức là vì mình đang học cái hình thức là dạng là academic English, tức là tiếng Anh học thuật của các bạn, cho nên là khi mà các bạn disagree thì nó cũng phải theo các bạn politely, nó phải lịch sự nha các bạn nha, chứ không có thô lỗ ha. Ví dụ bình thường các bạn nói là no way hoặc là rubbish thì nó rất là informal, cho nên là nó sẽ khá là rude trong những cái tình huống này nha các bạn nha. Thay vì vậy thì các bạn có thể là disagree một cách lịch sự hơn bằng cách là I'm afraid I disagree with that. Mình e rằng là mình không có đồng ý với cái ý kiến đó ha. I'm afraid I disagree with that. Rồi. I'm not sure about that. Mình cũng không có chắc về cái vấn đề đó lắm ha. I don't think it's a good idea. Tôi không nghĩ đó là một cái ý hay. I don't think it's a good idea. Mình không nghĩ đó là ý hay ha. I see your point, but I have different opinions. Mình hiểu ý của bạn rồi nha các bạn nha. Cái cụm là I see your point, tức là mình hiểu ý của bạn rồi. But I have different opinions. Nhưng mà mình có cái ý kiến khác nha, nhớ để ở cái chỗ đó.
Rồi. Và đó là disagree đúng không các bạn, và bằng cách là các bạn cứ agree hoặc là disagree với cái ý kiến của partner của mình, như vậy thì các bạn có thể duy trì được cái đoạn hội thoại của mình. Và sau khi mà các bạn đã discuss hết năm hoặc là sáu cái alternative, tức là những cái sự lựa chọn, những cái bức hình ở trong cái tranh đó rồi, thì các bạn phải đi đến gì các bạn, read the conclusion hoặc là read the agreement. Mình đi đến cái quyết định cuối cùng. Như vậy thì để cho giám khảo dễ dàng theo dõi cái bài nói của mình ha, tức là biết rằng là lúc đó là các bạn chuẩn bị kết thúc bài nói rồi đó, và đi đến được cái quyết định cuối cùng rồi, thì các bạn sẽ sử dụng những cái cấu trúc là so which one is the best, vậy thì cái nào là tốt nhất đây, shall we decide what is best now, vậy thì chúng ta sẽ quyết định xem cái nào là tốt nhất nè, I think we agree that is the best, don't we? Tôi nghĩ rằng chúng ta đều đồng ý rằng cái is đó là cái gì các bạn, cái tốt nhất chẳng hạn. So let's agree on. Vậy thì chúng ta hãy đồng ý với cái việc là anh ta tham gia cái môn thể thao nào đó hoặc trên cái ý kiến nào đó chẳng hạn, thì đó là những cái cấu trúc mà các bạn có thể sử dụng để đi đến cái final decision. Và các bạn lưu ý cho cô là không phải là trong một cái bài nói mà các bạn phải sử dụng hết tất cả những cái cấu trúc này, mà các bạn chỉ cần sử dụng luân phiên được khoảng 2 đến 3 cấu trúc là được rồi ha. Ví dụ như là thay vì các bạn muốn đưa ra ý kiến lúc nào các bạn cũng sử dụng I think, thì bây giờ các bạn có thể sử dụng là gì các bạn, in my opinion hoặc là I suppose, tôi cho rằng gì đó đúng không? Và thay vì lúc nào cũng I agree with you, thì bây giờ mình có thể nói là I couldn't agree more hoặc là that's exactly what I'm thinking now chẳng hạn hay các bạn ha. Đó thì nhớ là mình sử dụng luân phiên những cái cấu trúc, và các bạn thấy cái cấu trúc nào phù hợp với mình ha, mình thấy nó dễ học, dễ thuộc, dễ nhớ thì mình sử dụng thôi. Chứ không nhất thiết là mình phải vận dụng hết tất cả mọi cấu trúc mà cô đưa ra ở đây nha. Đó. Rồi. Ok, so that's some useful language. Rồi giờ mình đọc lại một lần nữa để cho các bạn nghe và hình dung cái cách đọc nha, chứ không thôi biết cái mặt chữ nhưng mà cuối cùng là không biết cách đọc thì nó cũng không 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 có vận dụng được trong môn nói ha. Rồi bắt đầu. Ví dụ mở đầu cái bài nói là ok, let's start with this one, shall we? Ok, let's start with this one, shall we? Hoặc là thì các bạn không có từ shall we ở đằng sau cũng được, các bạn kêu ok, let's start with this one. Rồi hoặc là để tớ nói trước cho, tớ nghĩ rằng như thế này thế kia. Shall I go first? I think. Rồi. Hoặc là shall we talk about this picture first? Chúng ta nói về cái tranh này đầu tiên được không? Shall we talk about, hoặc là các bạn có thể đọc nối luôn ha. Shall we talk about ha, this picture first. Rồi khi mà đưa ra ý kiến của mình thì có thể là in my opinions, I am sure that it seems to me that. Cái chỗ này nè, các bạn muốn đọc cho nó nghe nhanh và nó tự nhiên chút thì các bạn nói là it seems đúng không? Thay vì các bạn đọc rõ là to me đúng không? Thì bây giờ các bạn đọc lướt nó qua it seems to me that, okay, hoặc là I think. Rồi, còn khi nào mình muốn hỏi coi ý của bạn mình làm sao thì mình nói là what you think, bạn nghĩ như thế nào về đó ha. Do you agree with me, bạn có đồng ý với tôi không, do you agree with me. Đấy. Rồi ý của bạn như thế nào, what's your opinion, how about you, okay. Rồi và cái câu cuối mà các bạn có thể sử dụng là that's a good idea, isn't it? That's a good idea, isn't it? Đó có phải là một ý hay không ha? Còn không thì các bạn nói là that's a good idea. Liệu có phải là một ý hay không? Chẳng hạn. Rồi. Còn nếu mình đồng ý thì mình có thể thấy rằng là I think your. Nhớ là từ này đọc là your chứ không phải là you are nha các bạn nha. Đang viết tắt nè. Thì các bạn muốn cho cái lời nói của mình nó tự nhiên hơn thì nó sẽ là your. Chứ đừng có đọc là I think you are right. Right? Thì cũng được thôi nhưng mà nghe nó sẽ không có tự nhiên bằng là I think you're right. Rồi và cái từ kia thì đọc là definitely, definite, definite, definitely, được không các bạn? Đó, chứ không phải là definitely đâu nha. Definitely, definitely.
I think you're definitely right. Rồi. Tôi cũng nghĩ giống bạn. That's exactly what I think. That's exactly là chính xác đấy ha. What I think. Rồi, I couldn't agree more. Tôi không thể gì. Tôi rất là đồng ý với bạn, tôi hoàn toàn đồng ý với bạn ha. It's a good idea. Rồi, absolutely. Hoặc là I go along with that là đồng ý nha. Còn disagree thì các bạn dùng những cái cấu trúc để disagree một cách lịch sự, đó là I'm afraid I disagree with that. Oh, mình e rằng là mình không đồng ý với bạn đâu chẳng hạn. I'm not sure about that, hoặc là I don't think it's a good idea. I see your point, but I have different opinions. Tôi hiểu ý của bạn rồi, tức là I see your point, nhưng mà tôi có ý khác, đúng không? Rồi, và khi nào muốn đưa ra cái quyết định cuối cùng thì các bạn dùng những cái câu đó là so which one is the best? Shall we decide what is the best now? I think we agree that is it the best, don't we? So let's agree on. Vậy đó, dùng một trong bốn cái cấu trúc ở đây là ok ha. Any questions? Các bạn có câu hỏi gì không? Các bạn có câu hỏi gì về cái steps cũng như là những cái useful language mà mình sử dụng ở trong những cái step đó không các bạn? Cái bước đó, bước để làm bài đó. Ok, nếu không thì các bạn làm cho cô cái phần này ha. Đây. Useful phrases, they are the key phrases you will need to use when you make suggestion and agree or disagree with your partner. They complete the table with the expression from the list below. Rồi các bạn sẽ thấy là mình sẽ có những cái từ ở trong cái box ở đây, ví dụ how about hoặc là I don't think that could work gì đó, thì các bạn sẽ sắp xếp những cái từ này vào cái chức năng phù hợp của nó ở trong những cái cột ở phía dưới nha. Ví dụ như là agreeing thì mình hay dùng cụm từ nào thì mình viết nó vào cái cột này. Disagreeing thì cũng tương tự thôi, và making suggestion cũng vậy. Rồi, với bài này cô sẽ cho các bạn tầm 7 phút nha để mình làm bài ha. Cụm từ nào không biết thì các bạn có thể trực tiếp hỏi cô, hoặc các bạn có thể tra từ điển cũng được. Ok, so that's 7 minutes for you. And feel free to ask questions. Trong quá trình làm bài thì các bạn cần hỏi gì thì cứ hỏi nha. Đây, rồi. Yeah. Mình agree is a great idea. Yes, I agree with that. That's true because đúng rồi, điều đó. Đúng rồi, bởi vậy như thế kia. Ok. Rồi, câu của bạn Hương thì đầy đủ hơn ha. Agreeing, I think you're right. It's a great idea. That's true because. Yes, I agree with that. Right? Disagreeing, I don't think that could work. Tớ không nghĩ, tôi không cho rằng là nó sẽ hiệu quả đâu ha. That could work. I'm afraid I don't agree. Well, I disagree because. Rồi, sorry. I don't see that that way. Xin lỗi bạn nhưng mà mình không có cùng ý kiến với bạn ha. Tôi không nghĩ như vậy. I don't see it that way. I don't think so các bạn. Và mà có một số cấu trúc để đưa ra cái suggestions. Ví dụ như là how about maybe we could what if we, đúng rồi. Nếu mà chúng ta làm này làm cái kia ha. Rồi. Good. Rồi, đúng rồi đó các bạn, câu trả lời của các bạn của bạn Hương ở đây khá là đầy đủ rồi ha. Quay trong quy đó. Ừ. Rồi bây giờ các bạn thử vận dụng những cái useful phrases mà nãy giờ các bạn làm ha, để mình bắt đầu làm cái bài số 3 này. Này, cái sample task này ha. Now, a young man want to do some more exercise but he doesn't have a lot of money. He want to find a sport that he can do to get fit. Here are some sports that he could take up. Talk together about different sports and say which could be the cheapest to do and the best for keeping fit. Rồi, như vậy cái tình huống của mình sẽ là gì các bạn? Một thanh niên ha, a young man, thanh niên, want to do more exercise, muốn gì các bạn? Luyện tập thể dục thể thao thêm, đúng không? But he doesn't have a lot of money. Nhưng mà anh ta không có nhiều tiền. He want to find a sport that he can do to get fit. Ông muốn tìm, anh ta muốn tìm một cái môn thể thao nào đó mà anh ta có thể tập để giữ cho cơ thể được khỏe mạnh, ha.
Here are some sports that he could take up. Đây là một vài cái môn thể thao mà anh ta có thể tham gia vào nha các bạn nha. Từ take up nó là một cái phrasal verb thì các bạn có thể dùng với một cái danh từ chỉ một cái môn thể thao hoặc là chỉ một cái sở thích nào đó sau nó ha. Ví dụ như là take up football hoặc là take up volleyball hay gì đó. Rồi các bạn hãy talk together about different sports, tức là các bạn phải thảo luận về tất cả những cái môn thể thao khác nhau ở đây. And say which could be the cheapest to do, và sau đó các bạn sẽ quyết định xem là cái môn nào là cái môn rẻ nhất với lại là môn nào là tốt nhất để em gì các bạn để luyện tập giữ gìn sức khỏe đúng không? Đó. Thì ở đây thì trong cái tranh thì nó sẽ không có những cái hoạt động đâu nha các bạn nha. Tập võ các bạn thì mình có thể sử dụng cái từ chung của nó như là do martial arts cũng được, hoặc là các bạn có thể sử dụng những cái từ khác như karate hoặc là taekwondo gì cũng được ha. Rồi môn thứ hai thì nó sẽ là môn môn gì các bạn? Swimming, right? Môn thứ ba sẽ là windsurfing, right? Môn thứ tư sẽ là volleyball. Môn thứ năm sẽ là football. Môn thứ sáu, môn này có thể gọi là boarding hoặc là các bạn cũng có thể gọi là skateboarding cũng được ha. Skateboarding ha. Và môn cuối cùng đó là gì các bạn? Tennis ha. Rồi. Đó, bước đầu tiên là mình phải gọi tên hết tất cả những cái môn đó đúng không? Rồi. Và sau đó thông thường thì các bạn sẽ xây dựng cho cô một cái bảng giống như này nè, là các bạn sẽ ghi cho trong đó là những cái advantages với lại là những cái disadvantages, tức là gì các bạn, những cái ý mà vì sao mình nên, thì nó nằm ở trong cái cột ở giữa ha, tức là pros đó, vì sao mà không nên take up vào trong cái môn đó thì nó nằm ở cái cột bên này chẳng hạn. Thì cô đang để ở đây các môn, thì có một số môn cô chưa có điền, các bạn có thể điền vào ở trong cũng được ha. Nhớ là ở đây tại vì cái hình này nó hơi nhiều những cái alternative, nhưng mà bình thường thì các bạn chỉ có tầm 5 cái hoặc là 6 cái gì thôi, cho nên là các bạn sẽ phải discuss hết tất cả những cái hình đó rồi sau đó mình mới đưa ra cái quyết định cuối cùng nha. Rồi rồi ví dụ cô có cái bảng này à, ví dụ khi mà anh ta nên check up cái môn martial art, vì sao? Vì nó giúp anh ta gì các bạn, help him increase strength hoặc là muscle, tức là giúp anh ta tăng cường sức mạnh hoặc là tăng cường cơ bắp gì đó ha. Rồi còn vì sao mà không nên do martial art? À, bạn kia nghĩ là không nên tại vì là easy easy to get injured, à rất là dễ dàng để bị gì các bạn, rất dễ bị thương ha. À, hoặc là difficult to do, rất khó tập chẳng hạn. It's quite expensive and you have to buy a uniform, nó khá là mắc đó tại vì là he gì các bạn, he has to buy nha. Đây sửa lại một chút tại vì cái chủ ngữ của mình nó là a young man, chỗ này sao as he gì he has to buy a uniform chẳng hạn. Hoặc là với môn swimming thì anh ta nên take up swimming, vì sao các bạn? It can help him to get super fit, à có thể giúp ổng, giúp cái anh này sao các bạn, à, rất là khỏe mạnh luôn ha. Hoặc là giúp anh ta stay healthy, hoặc là với cái môn swimming thì he can burn a lot of energy, có thể gì các bạn, đốt cháy rất là nhiều năng lượng hoặc là calories cũng được ha. Rồi tại sao mà không nên? He need to go to a pool to do it. À, cần phải đi đến một cái hồ bơi mới có thể bơi được. Thỉnh thoảng thì nó cũng khá là gì các bạn, dangerous chẳng hạn. Rồi hoặc là các bạn có thể đề cập thêm muốn tập bơi thì mà nó sao các bạn? Thì các bạn phải có goggles, phải có cái kính bơi nè, rồi phải có swimsuit rồi này kia nữa ha. Rồi môn windsurfing thì vì sao nên, vì sao không nên thì các bạn có thể bổ sung vào. Với môn volleyball thì các bạn nếu mà mình nghĩ là anh ta nên take up cái môn đó thì mình có thể đưa ra lý do, ví dụ như là it's fun, it's a good way to relax, nó rất là vui, hoặc là nó là một cái cách tốt để gì các bạn, để thư giãn nè, để release stress, tức là làm gì các bạn, để
giải tỏa stress ha, hoặc là để giảm stress chẳng hạn, hoặc là it's a good way to make friends, sẽ là một cái cách tốt để làm gì, gặp gỡ thêm nhiều bạn bè chẳng hạn. Cons thì có thể là môn volleyball thì nó rất là expensive, tại vì các bạn cần phải gì, cần phải có uniform nè, các bạn phải có basketball sneakers, giày bóng rổ nè ha, rồi sân bóng rổ rồi các kiểu, các bạn nghĩ là môn nó expensive cho nên là he can't afford it, là anh ta không có đủ tiền để chơi cái môn đó chẳng hạn. Còn môn football nè, hoặc là skateboarding, he can practice at home, hoặc là có thể skateboarding nó là một cái cheap hobby, một cái gì các bạn thú vui khá là rẻ ha, không mắc. It can help to improve his fitness, có thể giúp để cải thiện cái gì, cái sự khỏe mạnh hoặc là sức khỏe của anh ta chẳng hạn, nhưng mà nó không được an toàn cho lắm chẳng hạn, it's not very safe right đó. Thì những cái ý tương tự như vậy thì các bạn có thể dựa vào những cái ý này để các bạn có thể bắt đầu cái cuộc cái discussion của mình nha. Rồi, ở đây là cái sample discussion cô đưa ra cho các bạn để các bạn có thể xem thử nha. Rồi, sample discussion ở đây. Ở đây, ok, có câu gì đâu. Mình phải thảo luận hết 5 bộ môn luôn. Đúng rồi Hương, tức là thường thì cái tranh của em, cái tranh này thì nó hơi nhiều, nó đến 7 cái luôn, nhưng mà cái trong những cái tranh lúc mà thi chỉ tầm 5 cái hoặc là 6 cái thôi, thì tốt nhất là em phải thảo luận hết được tất cả mọi cái alternative đó, còn nếu không thì tệ tệ cũng phải được 4 cái ha, chứ mình đừng có nói được tầm một hai cái rồi mình đi đến cái quyết định cuối cùng thì sẽ không có đủ cái cơ sở để chấm điểm cho các bạn nha. Đó, thì để ý cái đó giùm cô. Rồi cái cô có cái sample discussion ở đây nè, các bạn nhìn vào cái mẫu này, đợi cô bật nó to lên chút xíu nha. Đó nè, ví dụ cái sample discussion, ví dụ cô sử dụng cái câu để bắt đầu nè, như bạn A chẳng hạn, shall I go first, để mình nói trước, I think he should take up swimming as it's very good for his health and it's also not very expensive to do, do you think so? Các bạn thấy là cái ý cô đưa ra rất là ngắn đúng không? Tôi nghĩ rằng là anh ta nên check up swimming, tại vì sao? Tại vì nó good for his health, rất tốt cho sức khỏe của anh ta và nó không có mắc. Ha. Đó. Do you think so? Và sau đó cô đặt ra cái câu hỏi tương tác luôn. Đó. Thì các bạn thấy là ở cái phần này á, nó đòi hỏi phải có cái sự tương tác giữa hai bạn, cho nên là các bạn chỉ cần đưa ra một ý hoặc là hai ý rất là nhỏ thôi cho các bạn nha. Rồi sau đó mình hỏi bạn coi bạn nghĩ như thế nào, bạn có đồng ý với ý kiến của mình không? Chứ mình không nên là mình ngồi mình nói một loạt luôn. Tôi nghĩ rằng anh ta nên check up swimming vì swimming có thể là giúp anh ta super fit, hoặc là nó giống như là whole body workout hay và nhưng mà thỉnh thoảng thì nó cũng khá là nguy hiểm và bạn cần phải có đồ bơi và có kính bơi rồi mới bơi được này kia, thì nó dài dòng quá nha các bạn nha, mình sẽ không làm như vậy và mình chỉ nói là các bạn nghĩ cái ấy là nên check up cái môn đó hay là không thôi nha, vì cái lý do gì thì đưa ra một lý do nhỏ thôi để sau đó partner của mình còn có ý mà để mà bổ sung vào ha, và nó sẽ tạo ra cái balance turn, tức là gì các bạn, những cái lượt nói nó cân bằng với nhau giữa các bạn với partner của các bạn ha, chứ một người mà dominant tức là giành nói hết và bạn kia không có gì để nói nữa thì chắc chắn là đó không phải là một cái cuộc thảo luận mà nó sẽ là gì các bạn, tốt hơn nó là một cái cuộc phỏng vấn thì đúng hơn ha, thì nó sẽ không đạt được cái tiêu chí là interactive communication nha. Rồi và cô đưa ra câu hỏi đúng không, do you think so, như vậy thì bạn B sẽ làm gì các bạn, respond lại với cái câu hỏi của bạn A đúng không? Yes, you're right. Bạn đúng rồi đó, bạn nói đúng rồi ha. Swimming can also help him to burn a lot of calories, but it can be quite dangerous. Môn bơi thì có thể là giúp anh ta đốt cháy được nhiều năng lượng đó, nhưng mà thỉnh thoảng thì nó cũng có thể là khá là nguy hiểm. What do you think about skateboarding? Lúc đó là sau khi mà các bạn thể hiện được cái respond với cái idea của bạn A rồi đúng không? Và thì các bạn phải đưa ra một cái suggestion khác đó. Vậy thì cái môn này thì sao ha? What do you think about skateboarding? Như vậy thì cái môn skateboarding thì sao? Bạn A là lúc này là respond lại với cái ý kiến đó. Well, I think thì mình cho rằng it's not a good idea.
nó cũng không phải là một ý hay. Easy for him to get injured, tại vì là anh ta dễ bị thương chẳng hạn. Thì các bạn đưa ra một ý vậy thôi là được rồi đó. Và sau các bạn đưa ra một cái suggestion mới ha. How about volleyball? Còn môn volleyball thì sao? It must safer and it can help him to release stress. Môn volleyball, môn bóng rổ thì sao? Nó khá an toàn hơn nhiều và nó có thể giúp anh ta làm gì? Stress, tức là làm giải tỏa bớt căng thẳng chẳng hạn. Rồi bạn B lại, oh I see your point, mình hiểu ý của bạn rồi, nhưng mà volleyball is quite an expensive sport to play, nhưng mà cái môn bóng chuyền thì nó khá là đắt đỏ đó. I don't think he could afford it. Tôi không cho rằng là anh ta có thể đủ khả năng để chi trả cho cái môn này ha. Và rồi sau đó thì các bạn lại suggest một cái môn khác và bạn kia lại respond với cái idea đó xem có đồng ý hay không ha. Sau khi mà các bạn đã thảo luận hết những cái alternative đó rồi thì các bạn sẽ đi đến cái quyết định cuối cùng bằng cách là các bạn nói là shall we decide on the best sport for him. Như vậy thì cái môn thể thao nào là cái môn thể thao tốt nhất cho anh ta vậy? I think he should take up. Tôi nghĩ rằng anh ta nên tham gia vào môn này, môn kia gì đó, thì môn gì thì các bạn tự điền vào cái chỗ trống đó nha. As it can help him to get super fit and it's the cheapest to do hoặc là to play. Vì đó là cái môn mà giúp anh ta làm sao các bạn khỏe mạnh nhất ha, và cũng là môn rẻ nhất để mà chơi ha. Rồi sau đó bạn bạn kia lại nói gì? Oh, I couldn't agree more. Đúng rồi, tôi hoàn toàn đồng ý với bạn. Hoặc là that is exactly what I think. Đó là chính xác những gì tôi cũng nghĩ giống như bạn vậy nha. Absolutely, tất nhiên rồi. Đó, thì các bạn có thể kết thúc cái conversation của mình, được không các bạn? Đó. Rồi, bây giờ tương tự như vậy thì các bạn làm cho cô cái cô sẽ chừa cho các bạn 15 phút nha các bạn nha. Làm viết tiếp ha, mình viết tiếp các bạn. Nếu mà nói vậy bạn A, bạn B sẽ tương tác như thế nào? Ok. Rồi. Rồi 20 bây giờ là 6 giờ 5 ha. Như vậy thì khoảng 20 6 giờ 25 nha thì các bạn sẽ ok. Dạ vì cứ nhìn vào cái sample discussion ở đây ha để các bạn có thể là mình làm mẫu rồi mình viết tiếp cũng được. Ở dưới đây cô có thêm một cái cách nhỏ nhỏ nữa để các bạn có thể bắt đầu nè. Thì trình bày thử xem cho mọi người coi thử nha. Cái này cái đại từ nó bị sai rồi. Why don't he take up why don't we advise him to take up skateboarding ha. Hoặc là why don't we ask him to take up skateboarding cũng được. Sorry, I don't see it that way. I think it's easy for him to get injured and he need to hire teachers to guide him. Okay. Oh, shall we decide on the best sport for him? Không có môn gì rồi ta. Đây để cô coi nào. Có môn football. Rồi có volleyball rồi đúng không? Rồi có skateboarding rồi. Là được football, volleyball, skateboarding mới được có 3 môn à. Khi nào mà làm thì nhớ thêm thôi các bạn ha. Đây là cái đoạn nhỏ mẫu thôi thì ok, nhưng mà khi lúc mà các bạn thi thì phải nhớ là mình phải discuss hết tất cả những cái alternative đó ha. Nếu mà chỗ đó 6 cái thì tệ tệ các bạn cũng phải được 4-5 cái nha. He need high teachers, so shall we design? Shall we hire teachers to guide him? Rồi, sau cái chỗ đó thì ví dụ như need to hire teacher to hire him. Oh, I see. Mình thấy rồi, mình hiểu rồi chẳng hạn. Hoặc là yeah, I agree with you gì đó ha. Shall we decide on the best sport for him? Khi nào xong rồi nha. Chỗ này tức là khi mà nói guide him rồi đó, chỗ này thì các bạn phải đưa ra một cái ý nào đó để respond lại cái idea này trên này ha. Là các bạn agree hay disagree. Và sau đó thì mình mới thêm cái đoạn là shall we decide on the best sport for him? I think he should take up football. It can help him work out ở chỗ này không có s nha. Can help him to work out and have more new friend chẳng hạn. Has more new friend ha. It's not too expensive and it suit him. Moreover chẳng hạn, thêm vào đó what's more cũng được. It's not too expensive and it suits him.
Oh, ok, I agree with you. Ok, cái đoạn này là tương đối ổn rồi đó các bạn nha. Thì mình có làm theo cái mạch như vậy thì mình có thể là mình kéo dài cái conversation của mình ha. Ok. Rồi, đó là phần số 3 ha các bạn. Phần số 3 là cô thấy bạn Hương ở đây là biết cách làm ổn rồi đó, thì các bạn có làm theo như vậy. Bây giờ mình chuyển qua cái cách làm phần số 4 nó như nào các bạn nha. Ok. Rồi, phần số 4 của mình đó các bạn, thì nó sẽ là một cái phần collaborative task nữa, tức là một cái phần mà các bạn phải hợp tác với nhau để cùng thảo luận hoặc là cùng tạo ra một cái conversation nữa ha. Thì thời gian cho các bạn là tầm khoảng 4 phút cho một bạn nha. Và trong cái phần này các bạn phải làm cái gì? Thứ nhất là answer question related to the topic of part 3 task that the examiner asked, tức là giám khảo sẽ hỏi các bạn khoảng tầm 2 câu ha, và sau đó thì các bạn sẽ trả lời những cái câu hỏi của giám khảo. Nhưng mà trong lúc trả lời thì các bạn cũng phải là interact với partner của mình, bằng cách là sau khi mình trả lời xong thì mình hỏi bạn mình là bạn có đồng ý với mình không, hoặc là bạn nghĩ như thế nào ha, và what it test, và những cái kỹ năng mà giám khảo nhằm test các bạn đó là ability to talk about likes, dislikes, habits and preferences, give opinions and justify them and agree or disagree with your partner. Tức là cái khả năng mà các bạn có thể nói về những cái điều mình thích này, điều mình không thích, hoặc là nói về những cái thói quen của mình đúng không? Và cái khả năng mà các bạn có thể sử dụng những cái từ hoặc là cụm từ nào đó để đưa ra cái ý kiến của mình ha, và agree hoặc là disagree với cái ý kiến của partner của mình. Thì nó cũng tương tự như cái phần số 3 các bạn, nhưng mà khác một cái là các bạn không phải discuss những cái alternative, mà các bạn sẽ discuss trực tiếp hai cái câu hỏi mà giám khảo hỏi mình. Ngoài ra thì cái phần số 4 này nó cũng còn có một hình thức khác nữa, tức là giám khảo sẽ đặt cho mỗi bạn 2 câu hỏi độc lập ha. Ví dụ như là bạn A thì cô sẽ hỏi câu số 1, số 2, còn bạn B thì cô sẽ hỏi câu số 3, số 4 chẳng hạn. Và cái chủ đề của cái phần số 3 và phần số 4 thì nó hoàn toàn như nhau nha các bạn nha. Ví dụ như là phần số 3 các bạn nói về chủ đề thể thao chẳng hạn, thì tương tự phần số 4 thì các bạn cũng sẽ trả lời những cái câu hỏi liên quan đến chủ đề thể thao ha. Đó. Hoặc là phần 3 nói về hobbies, những cái sở thích của các bạn, thì phần 4 mình cũng sẽ nói về những cái trả lời những cái câu hỏi có cùng chủ đề là hobbies ha. Đó. Rồi, và đây là cái cách, đây là cái sample task các bạn ha. Đây là cái bài mẫu nó như thế nào, là cái cách mà các bạn trả lời nó như thế nào, thì các bạn sẽ thử làm thông qua cái bài này cho cô, để cô có hiện lên màn hình chưa. Rồi, ok. Bây giờ cô bật nó to ra ha. Này, đây. Đây là một cái đoạn conversation điển hình ở trong cái phần số 4. Ở giữa hai người là Theo và Lydia, được không các bạn? Và phần số 3 thì hai người này họ đã nói về cái chủ đề là food rồi các bạn ha, về đồ ăn đó. Thì như vậy thì phần số 4 thì cái câu hỏi của họ cũng sẽ là về food, và giám khảo sẽ hỏi là what kind of food do you like? À, theo em thì cái những cái thực phẩm nào mà em thích chẳng hạn. Rồi các bạn, đây là hai cái câu trả lời mẫu, và các bạn sẽ hoàn thành hai cái câu trả lời mẫu này với những cái từ ở trong cái ô ở phía trên giùm cô nha. Đó. Ok, như vậy ở đây có 12 từ, cô sẽ cho các bạn là 15 phút nha để các bạn có thể hoàn thành. Ok. Rồi các bạn có thể chụp cái màn hình to này cũng được nha. Is really really gì đây các bạn? Really delicious, rất là ngon ha. Ok. Whatever you put on top of it, and I like lots of gì đây? Lots of different type. Pizza, right, đúng rồi. Số 3 nào. I think my favorite though. I think my favorite, nhưng mà em nghĩ rằng cái món pizza yêu thích của em đó là gì? Chicken and pineapple, đó là gà với lại là dứa ha. I know it sounds a bit strange.
Em biết rằng nó có thể nghe hơi lạ một chút xíu, but it tastes. Nhưng mà nó taste gì đây các bạn? Fantastic. Nhưng mà nó ăn, vị của nó ăn tuyệt vời lắm ha. It tastes fantastic. It's because the pineapple is sweet and the chicken and cheese isn't, so they go really well together. Đó là bởi vì dứa thì nó sẽ các bạn ngọt đúng không? Và chicken với cheese thì nó thì lại không ngọt như vậy, cho nên là những cái thứ này nó kết hợp rất là ăn ý với nhau đúng không? Rất là hợp với nhau. Rồi. Và sau đó thì sau khi cái bạn CEO này trả lời xong, tức là nói về cái món ăn mà anh ta thích nhất rồi đó, và anh ta sẽ tạo ra cái interactive communication bằng cách là gì các bạn? Tương tác với cô Lydia. Và nói là gì? What about you, Lydia? Được không? Và số 5 của các bạn sẽ là What about you, Lydia? What food gì các bạn? What food do you really like? Ok. Còn bạn thì sao, Lydia? Rồi, cái thực phẩm nào mà bạn thích hơn, bạn thật sự rất là thích ha. Đó. Thì các bạn để ý giùm cho cô rất là sâu với cái cách trả lời á. Ví dụ cô đưa ra một câu hỏi, thì sau khi mà các bạn nói đưa ra cái ý kiến của mình xong thì các bạn phải làm gì? Mình sẽ tạo ra cái sự tương tác bằng cách là mình hỏi cái ý kiến của cái partner của mình như thế nào ha. Rồi, what food you like? Còn bạn thì sao? Bạn thích cái loại thực phẩm nào đúng không? Món món ăn nào? I like pizza. I like pizza too. Mình cũng thích pizza. Đây là cô Lydia của đang gì các bạn? Tương tác lại so với cái ý của ông CEO ha. Tức là ông kia nói mình thích ăn pizza. Thì bây giờ nếu mà mình nói là mình thích ăn cái gì đó thì nó sẽ sao các bạn? Nó chưa có respond lại với cái ý của ông CEO, cho nên là mình cố gắng mình tương tác một xíu. Ông nói ông ít ăn pizza thì mình thích pizza hay là mình ghét pizza gì đó thì mình nói ha. Đó. I like pizza too, but the food I like most, nhưng mà cái food I like most is ice cream gì đây các bạn? Ice cream pizza luôn. Ice cream pizza nó là gì các bạn? Nó là một cái loại kiểu mà nó cũng hình tròn giống cái pizza, giống cái bánh pizza vậy á, nhưng mà sao các bạn, ở dưới cái đế của nó có thể là cookies, là có thể là bánh ngọt ha, xong rồi ở phía trên đó người ta sẽ làm những cái hương vị kem khác nhau ở trên thôi các bạn ha. Ví dụ như là một cái góc của nó có thể là kem sô cô la, nhưng mà góc bên cạnh có thể là kem vani hoặc là kem dâu gì đó nha. Nó là kiểu dạng ice cream pizza. I can buy it so many nice flavor. And I love, right? And I love all of them. Em thích tất cả những cái vị đó luôn, nhưng mà em gì? I prefer. Nhưng mà em prefer chocolate and vanilla rather than strawberry and other food flavor. Rồi, sao nữa các bạn? Từ gì nữa? But ha, nhưng mà số 11 thì sẽ là nhưng mà em happy to eat them all, nhưng mà em cũng rất là vui khi mà em có thể ăn hết tất cả những cái vị đó chẳng hạn. I think that learning how to make ice cream, và em nghĩ rằng là learning how to make ice cream would be really interesting. Đúng không? Đó. Thì số 12 thì các bạn sẽ có từ là could be. Việc học làm kem thì có thể rất là thú vị. Tại cái này là điều tưởng tượng như các bạn nha. Tức là các bạn suy đoán ra thôi chứ nó không có thật, cho nên là các bạn sẽ sử dụng cái cấu trúc từ would kết hợp với lại là verb be infinitive ở đây ha. Would be really interesting. Rồi, và sau đó thì các bạn sẽ đặt những cái câu hỏi để cho cái conversation của mình nó được tiếp diễn. Do you like making pizza too, Theo? Và bạn có thích làm bánh pizza không, Theo? Ha? Thì các bạn sẽ thấy là các bạn không chỉ là đặt câu hỏi hỏi về cái ý kiến của người khác như là what about you, how about you gì đó. Nhưng mà sau khi mà các bạn nói xong thì các bạn có thể đặt những cái câu hỏi khác có liên quan đến cùng cái chủ đề đó nha các bạn nha. Câu hỏi khác có liên quan chứ không phải là chị hỏi là còn ý bạn thì sao, thì nếu mà sau này cái cô Lydia mà cổ lại hỏi lại câu lại là
Oh, what about you? Còn bạn thì sao? Thì có nghĩa là cái conversation của họ nó đang đi vào cái ngõ cụt rồi đó các bạn nha. Như vậy thì nó sẽ không có cái hiệu quả, cho nên là cổ sẽ đặt một cái câu hỏi khác. Do you like making pizza too? Chẳng hạn, hoặc là do you like eating ice cream? Chẳng hạn, hoặc là bạn có thích ăn ice cream không? Chẳng hạn các bạn ha, nhớ nhớ cái cách làm nó như vậy thì mới các bạn có thể mới có thể duy trì được một cái conversation. Ok. So that's the way how we used to deal with part 4 of the past speaking test. So this is the question that you have to do on your own. Rồi, còn đây là những cái câu hỏi mà nó sẽ đi chung với cái sample task số 3 hồi nãy. Như các bạn thấy, hồi nãy mình nói về gì đó, mình nói về chủ đề là thể thao đúng không các bạn? Như vậy thì bây giờ những cái câu hỏi ở phần 4 của mình nó cũng sẽ là về chủ đề thể thao. Kiểu what sport have you play? Cái môn thể thao nào mà các bạn nhỉ? Đã và đang chơi nha. Rồi have you play có nghĩa là hồi xưa mình chơi, bây giờ mình vẫn còn chơi môn đó thì mới dùng thời hiện tại hoàn thành nè. What sport do you play now? Và cái môn thể thao nào hiện tại mình đang chơi ha? Did hoặc là do you enjoy this sport? Các bạn có thích cái môn thể thao này, những cái môn thể thao này không ha? Do you think it's important to play sport? Why not? Các bạn có nghĩ rằng là việc chơi thể thao nó rất là quan trọng không? Tại sao có và tại sao không ha? Thì thường giám khảo sẽ chọn ra hai cái câu để giám khảo có thể hỏi các bạn. Cô ví dụ nha. Trong phần 4 nó sẽ xảy ra như thế này nè. Okay, so in this part of the test, I'm going to ask you to make a conversation about the two questions. Okay. So the first question, what sport have you played? Rồi cái môn thể thao nào các bạn chơi? Bạn chơi thể thao nào? Như vậy thì ai trả lời trước các bạn? À, bạn nào trả lời trước cũng được ha. Okay. Shall I go first? À, mình trả lời trước ha. Oh, there are a lot of there are many types of sport that I have played recently. For example, có rất là nhiều môn thể thao em chơi gần đây. Ví dụ như là em chơi môn này, môn kia rồi gì vậy đó ha. Rồi sau khi mà các bạn bày tỏ xong cái opinions của các bạn thì các bạn hỏi bạn kia là oh, and how about you? What sport have you played recently? Ha, rồi bạn sau đó bạn B cũng trả lời là ví dụ như là hồi nãy bạn A nói là bạn A có chơi football, có chơi volleyball thì bạn B có thể là mình respond lại cái idea đó, oh just like you, I also play cái môn football hoặc là volleyball gì đó. Còn không thì các bạn sẽ nói là oh I'm quite different. Mình thì khác, mình không có chơi volleyball hoặc football nhưng mà mình refer badminton hoặc là tennis gì đó các bạn ha. Rồi các bạn có thể hỏi tiếp theo những cái câu hỏi là ồ như vậy thì bạn hay chơi những cái môn thể thao nào với ai đúng không? Bạn hay chơi với ai? Hoặc là bạn có dành nhiều thời gian để chơi những cái môn thể thao này hay không? Hoặc là gì các bạn? Có thể là gì? À, bạn có bạn ghét môn thể thao nào nhất chẳng hạn thì cũng được, miễn là liên quan đến chủ đề thể thao thôi. Và bằng cách hỏi những cái câu hỏi liên tục như vậy thì các bạn có thể làm cho cái conversation của mình nó move forward được ha. Rồi, bây giờ đến phiên của các bạn ha. Thì cô sẽ cho các bạn 10 phút. Trong vòng 10 phút này thì các bạn nghĩ cho cô những cái câu trả lời cho câu số 1 và câu số 4 nha. Tức là what sport have you played? Nhớ là sử dụng thời hiện tại hoàn thành dùm cho cô. Và cái câu cuối là do you think it's important to play sport? Why or why not? Các bạn nghĩ rằng việc chơi thể thao có quan trọng hay không? Tại sao có? Tại sao không? Hai câu này nha. Ok. 10 minutes ha. Important. Is it help to increase physical activity? Would you get really good, so good, okay. Really good for
Rail heart, right? Hot. Rồi, what's thêm vào đó em ha, là what's more. It helped to maintain reasonable weight maintain, có thể là hợp lý thì em nên dùng cái từ healthy weight là được hơn ha. Maintain healthy weight đó là một cái cân nặng mà vẫn giúp cho cơ thể mình được khỏe mạnh nữa ha. How to maintain healthy weight and how to maintain healthy weight to release stress, and to release stress là được rồi nha. To release stress là sau khi mình đưa ra cái idea của mình không, thì mình sẽ tạo ra cái tương tác của bằng cách là mình hỏi là and do you think so, hoặc là do you agree with me ha, mình quay qua partner của mình hỏi do you agree with me chẳng hạn đó. Rồi câu của bạn Sang right, I have swum swim, swim, swim. When I was a child, I was scared of waters. When I went to the sea, my mom taught me it's very important. It helps you fit in case it can save your life or someone else's life. Okay. Rồi như vậy thì câu này nó bị gộp lại đúng không em? What sport have you played? Oh, I have swum since I was a child. I went to the sea. But nhưng mà bây giờ mẹ em dạy em bơi ha, taught me how to swim. Rồi, but my mom taught me how to swim. Rồi còn bây giờ thì sao? Ngoài cái môn bơi ra thì em còn chơi môn gì nữa không ha? Thì em có thể nói thêm. Và nhớ là lúc nào mình nói xong thì sau khi cái ý của mình xong thì mình sẽ tạo ra cái sự tương tác bằng cách mình hỏi bạn nha. And I think it's very important. I think playing sport is very important nha. Cái lần đầu tiên mà em đề cập thì em sẽ dùng là playing sport is very important. It's how it's bỏ cái s ở đây nè, health ở đây có s nè. It's help you to get fit chẳng hạn, to get fit hoặc là to keep fit nha, chứ đừng có fit in. Hoặc là to stay healthy gì đó cũng được, hoặc là stay fit. In case and in some cases, in some trong một số tình huống, in some cases or some particular situation, it can, it ở đây không có s em nha, it can help to save your life or someone else's life, right? Okay, so that's it. Any question? Các bạn còn muốn hỏi thêm gì nữa không? Đó là cái cách mà các bạn làm phần số 3 và phần số 4 đó. Mình có hỏi thêm gì nữa không các bạn? Nếu mà các bạn không có câu hỏi nào nữa thì các bạn nghỉ ha, các bạn có thể out lớp ở đây được rồi. Thank you for your cooperation.